ăn thực trên Google Pixel 4 và Pixel 4 XL. Được ra mắt cùng với Google Pixel 4 và Pixel 4 XL, Live Caption là tính năng tạo phụ đề cho video hoặc file ghi âm theo thời gian thực. Đặc biệt, toàn bộ quá trình xử lý diễn ra ngay trên điện thoại, không cần gửi bất kỳ dữ liệu nào đến Google. Ngay từ bây giờ, bạn đã có thể kích hoạt và sử dụng Live Caption trên Google Pixel 4 và Pixel 4 XL. Google cho biết, hãng sẽ đưa tính năng này lên Pixel 3 và Pixel 3XL vào cuối năm nay. Sau khi thiết lập Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, bạn cần bật Live Caption từ ứng dụng Settings, truy cập vào Settings, Sound, Live Caption, và bật công tắc nằm bên cạnh dòng chữ Live Caption. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh nó sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn bật tùy chọn Live Caption in Volume Control, vì nó sẽ đặt một nút chuyển đổi tiện dụng trên thanh điều khiển âm lượng cho phép bạn bật tắt nhanh Live Caption. Không cần mở ứng dụng Settings. Cách sử dụng Live Caption hết sức đơn giản. Bạn chỉ cần mở video hoặc file ghi âm bất kỳ và một thanh màu đen sẽ xuất hiện trên màn hình, hiển thị phụ đề dựa trên nội dung file theo thời gian thực. Bạn có thể kéo và thả thanh màu đen này đến vị trí bất kỳ trên màn hình, hoặc kéo nó xuống cạnh dưới cùng của màn hình để tắt live caption.